Thì cũng như là cái bộ trang phục này mình mới quay được. Wow, xịn vãi. Mỗi tội là hơi chát anh em ạ. Chát vãi là cái đằng khác chứ. Ê... ông bỏ tiền ông quay, ông còn kêu cái đeo gì nữa. Dạ anh ơi, em chốt dạ anh ạ. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Hello hello, xin chào tất cả mọi người. Khánh Phương phiên bản rap, xin chào tất cả mọi người nha. Và yeah. Mọi người đừng quên là hãy đăng ký kênh mới Sĩ Kẹo TV để ủng hộ cho chị nhé. Thank you tất cả mọi người. Và yeah, chúng ta let's go. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ nha. Và ngày hôm nay Sĩ nhảy tại đây cơ bản là chúng ta sẽ tìm một cái kho báu. Wow. Bởi vì là mình đã mang bản đồ kho báu từ đầu trận rồi và chúng ta sẽ đi tìm nó để lấy được cây FVD mà Sĩ mới quay được. Ôi, sorry mọi người là Sĩ đã quên tên rồi nhưng mà ok, các bạn đang xem video trên kênh của Sĩ thì đừng quên đấy là hãy để lại cho video một lượt like. Yeah. Thank you mọi người và chia sẻ video giúp Sĩ nhá. Kênh mới thì Sĩ có để link ở bên dưới phần ghi bình luận nha. Mọi người vào đăng ký kênh giúp kẹo. Nhạ, vâng. Súng rất đẹp luôn anh em ạ. Một cây súng FVD mà mình đã quay, mình nhớ không nhầm là mất tầm khoảng là 4k kim cương. Wow, chát phê anh em ạ. Đâu đấy tầm khoảng 700-800 nghìn đồng. Ê, 3 viên, đúng rồi, 3 viên duy nhất thôi. Wow. Chỉ với 3 viên là anh em có thể là hạ gục được địch bởi cây súng mới FVD này. Bắn rất sướng luôn. Và cũng nói luôn đến với anh em đấy là FVD nó chỉ xuất hiện trong thính hoặc là chỉ xuất hiện ở trong những cái bản đồ kho báu chẳng hạn. Ví dụ như thế. Một số chế độ đặc biệt như là cái gì ta anh nghe. Tốc chiến thì Sĩ Kẹo không nói nhỉ. Đúng rồi. Đúng là như thế đúng không nào? Yeah, ok. Tính đổi qua MP40 nhưng mà lại sợ anh em ạ. Thế nên là thôi chắc là Sĩ vẫn cầm cây P90 bình thường nhá. Nào, let's go. Yeah. Anh em tuần này là vừa đi học về đúng không? Nhớ thương anh em quá, nhớ thương cả mấy chị em nữa. Tầm này Sĩ vẫn đang ế anh em ơi. Khổ quá cơ. Khoe đồ là chính thôi. Thì cũng như là cái bộ trang phục này mình mới quay được. Wow, xịn vãi. Mỗi tội là hơi chát anh em ạ. Chát vãi là cái đằng khác chứ. Ê... ông bỏ tiền ông quay, ông còn kêu cái đeo gì nữa. Dạ anh ơi, em chốt dạ anh ạ. Tôi là tôi cũng cạn lời với cái thằng Sĩ Kẹo 2.0 anh em ạ. Phiên bản khác của Sĩ Kẹo đó. Yeah. Wow. Chắc là lâu lắm rồi các bạn không nghe cái giọng ngọt ngào thế này đúng không? Các bạn cứ nghĩ là Sĩ Kẹo có tình yêu nhưng mà không anh em ơi. Dạo này tôi ế quá rồi, thế nên là tôi phải dịu dàng hơn để tôi còn đi làm điểm gái. Ốc, không, tôi đi tán gái anh em ạ. Thì các em gái mới say được chứ như này chết dở anh em. Yeah, ok thì đấy, hiện tại Kẹo sở hữu combo P90 này, với lại chúng ta sẽ có là một cái súng FVD ngầu vãi cả trưởng ra luôn. Nào, làm sao các bạn trốn đâu cả rồi. Ăn ấm nhá. Free face mask. Quả hành động cười quá anh em, hành động thì trông khá là đặc biệt đúng không nào. Yeah. Wow. Ê, mà anh em xem video anh em đã điểm danh chưa? Comment đi nào. Thì Sĩ sẽ tranh thủ trả lời những cái comment của các bạn nhá. Tranh thủ ơi, bình thường Sĩ lười lắm. Kể mà bây giờ anh em ấy, tôi nghĩ là nhiều anh em cũng như tôi ấy, suốt ngày chỉ ham game ấy, kể mà có một người chăm nhờ anh em nhờ thì thích quá nhờ. Người yêu chăm ấy chuyên bón đồ ăn cho, chỉ việc ngồi chơi game. Xạo chó tí anh em. Nói thật thì không làm ấy thì không có ăn, các bạn hiểu không? Thế là tôi vẫn phải làm để tôi còn có ăn chứ không chết đói mà anh em đói mốc mồm mất hào. Hỏng hẳn phải cô nào. Nhưng mà nãy Sĩ vừa thấy là có một thằng nào ở đây đấy. Nó chạy đâu rồi? Bạn ơi đừng có chạy bạn ơi. FVD thì đã sẵn sàng rồi nhá. Đấy, yeah. Chúng ta qua tảng đá này coi. Hai, và một số anh em thì phong cho mình cái danh hiệu là YouTuber có giọng nói ngọt ngào nhất Free Fire. Mới chắc là YouTuber nam ơi, chứ còn là nhiều bạn nữ thì cũng xinh gái làm YouTuber lắm. Ê, 2 viên, 3 viên. Ui, trời luôn, chỉ với 3 viên với cây súng FVD mới ăn một mạng. 3 viên một mạng. Yeah. Cảm giác là dễ chơi mà anh em. Nói thật thì Sĩ vẫn thích là để tóc trắng anh em ạ. Nhưng mà tóc tôi bây giờ tôi cảm thấy là để tóc đen trông nó kiểu cute phô mê que hơn là cái tóc trắng giống mấy cái thằng nghịch phá quá anh em. Thế sao thôi, tầm này Sĩ sẽ để tóc đen hơi lâu nhở. Anh em công nhận thế không?
Yeah, yeah, yeah. Ok, ok. Nào, theo chân sĩ nhá. Ồ, nhạc to anh ơi. Cho em nhỏ nhạc xíu. Đâu ra đây mày? Cái này đơn giản mà. Mà hệ anh em, thằng sĩ kẹo 2.0 bố láo quá. Tự nhiên đã ngồi nói chuyện tâm sự với anh em nhẹ nhàng cái nó mở nhạc to vãi cơ chưa anh em. Tôi cũng chịu rồi. Những cái trường hợp này tôi từ chối hiểu. Đấy, ui. Sống năm nay, tôi năm nay 22 tuổi mà tôi chưa bao giờ thấy cái trường hợp nào như thế này. Đâu, thế nên thứ ba đâu. Ui, anh nhìn cái cột kiểu của từng người cơ. Vãi cái trường đó. Nhức đầu anh, nhức đầu quá. Sáng chưa ăn sáng nên là hơi lag xíu anh em ạ. Bây giờ gần chưa đến nơi rồi. Oh my god. Nhưng mà bây giờ đây không có thằng mẹ nào à? Ơ, khổ vãi. Bây giờ đi tìm người cũng khó nhá. Có FVD này là FVD, tôi tạm gọi nó FVD màu hồng đi, quên mẹ tên anh em. Ngáo quá rồi. Yeah, đây anh em, chạy mãi thì cũng xuống dưới này. Nhưng mà tầm này chỉ còn có 10 đứa đấy á. Ui, cố gắng ăn nấm ý. Cố gắng nhá. Ê, kia kìa. Nào, này, 2 viên, 3 viên. Ơ, 3 viên nó vẫn sống anh em ơi. Cơ bản là có phải là bố này, bố lên giáp xịn đúng không? Thôi. Thằng này ý, nó lên cái giáp xịn rồi nên là chúng ta tạm thời xuống dưới đi anh em. Bỏ mẹ luôn, thằng bé lên giáp xịn quá sao kẹo chơi. Điều ít cả lưỡi. Ê bạn ơi. Này nhá, bắn giỏi bạn qua đây. Bắn bóng kéo chết mẹ luôn. Này, đúng rồi, làm sao? Hả? Ra đây, làm sao? Ui, cái gì ấy? What the hell? Cái gì đấy? Bạn đang xuống đấy. Yeah. Ê, này, đứng lại. xong, easy game anh em ơi. Chắc là kẹo thì cũng sẽ không đổi qua cái X18 đâu. Cơ bản thì cái môn này vẫn ổn mà. Mà kẹo nghi là đằng sau kia vẫn có một đứa nhỉ. Đúng rồi. Nào, phá bóng keo. FVD thì phá bóng keo hơi yếu mọi người ạ. Nên là, này, chúng ta phải phá từ từ ấy. Nhưng mà, mới phá được một xíu à. Ê, đây, để sĩ qua nhà mình tính nào. Phá bóng keo đã. Mệt mỏi ghê vậy á. Mãi phá sau này bóng keo. Tưởng sĩ kẹo 2.0 là tắt nhạc cơ anh em. Ui, nhạc phiếu anh ơi. Được anh ơi. Nào, ui, chắc là mình sẽ lượm thêm 10 túi máu đi. Yeah, kiếm thêm máu này. Được luôn. Ê, hồng sắt này. Ui, quả giá 3 xịn vãi rồi. Yeah, được này. Đang có bóng keo nhé. Ê, chúng ta lượm thêm bóng keo này. Được luôn anh em ạ. Ui, lượm thêm trái. Kêu mèo. Đấy cha bây giờ. Ôi thằng nhật còi nó ở trên nó cam tôi. Khổ vãi. Thua rồi. Anh em ơi, chắc là bây giờ là có gì đua cùng chị em nào nhờ chị em kéo ấy. Tôi chơi như này chết dở, giờ này xuống tay quá. Đã, ok, và hiện tại Free Fire có cái chương trình anh em có thể nhận ba lô miễn phí nhá. Đừng mơ, người ta đang hướng dẫn mà. Yeah, ok, một cái ba lô ngầu vãi. Yeah, nhận thôi anh em ơi, 7 ngày nha. Và đừng quên là các bạn có thể là nhận cái đầu sừng miễn phí 7 ngày luôn. Đẹp mà. Sĩ còn chưa có đầu sừng đâu đã. Yeah, ok. Wow, ngon. Có đầu sừng để đi bẻ sừng mấy thằng khác rồi. Và để coi nào, cái ba lô mới thì nó nằm chỗ nào ta. Ôi mà, sĩ kẹo nhiều ba lô quá. Hình như là cái đó thì mình cũng đã sở hữu rồi. Nên là wow, tìm mãi không có thấy à. Nhiều ba lô quá. Tầm này thì có lẽ là kẹo sẽ xin gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha. Thank you. Cảm ơn các bạn đã xem. Samonica.